Alo, xin chào các anh chị học viên. Các anh chị có nghe thầy nói không? Giờ thầy bắt đầu sửa bài nha. Vâng, chào anh, cảm ơn anh. Thì trong cái môn này, cái việc mà tiền xử lý dữ liệu là rất là quan trọng. Thì tiền xử lý dữ liệu thì nó có một số thứ, ví dụ như phải chuẩn hóa dữ liệu. Ví dụ như trường Đại học Cần Thơ, có thể là trong dữ liệu nó có rất là nhiều cái, người ta nhập rất là nhiều thứ. Ví dụ như là CTU, hay là Đại học Cần Thơ, hay là DH Cần Thơ, vân vân. Đó, mình phải chuẩn hóa dữ liệu. Cái thứ hai nữa là các cái giá trị của nó có thể là nó chênh lệch nha. Mình cũng phải chuẩn hóa. Các anh chị coi lại cái bài KNN á, nó có cách chuẩn hóa. Ví dụ như là có hai cái cột, một cột là giá trị từ 0 đến 1, một cột là giá trị từ 0 đến 100. Nếu như mà mình không chuẩn hóa thì khi mình áp dụng giải thuật KNN thì nó phụ thuộc phần lớn vào cột là từ 0 đến 100, đúng không? Tại vì cái khoảng cách ở đó rất là lớn. Nhớ là chỗ bài đó, nếu mà mình muốn là xác mình muốn là mình huấn luyện máy ha, và nó cái mô hình của mình quyết định bởi cả hai cột, cột 1, cột 2 thì mình cũng phải chuẩn hóa. Rồi, trên mạng nó có một cái bài khá là hay á, các anh chị, ở trong cái về cái Pascal á. Hôm bữa thầy có giới thiệu rồi, không biết các anh chị có coi không? Để thầy gửi lại link ha. Bài này cũng dễ hiểu. Rồi, có một bài các anh chị cần phải coi cách chuẩn hóa. Rồi. Ngoài ra, ngoài chuẩn hóa thì mình cần phải là xử lý dữ liệu bị thiếu. Đó. Xử lý dữ liệu thiếu. Một số cái giải thuật, một số cái thuật toán, một số cái thư viện, nếu mà mình không có xử lý dữ liệu bị thiếu thì nó sẽ là gì? Nó sẽ rơi vào tình trạng là code nó không có chạy. Ha. Code nó không có chạy. Hoặc là do đó là thông thường thì mình xử lý dữ liệu thiếu bằng cách là mình điền, ví dụ mình điền số 0 hay là mình điền cái từ trống vô, nhưng mà cái việc đó là chỉ để nhằm mục đích là cho code chạy thôi, còn mô hình thì nó sẽ không hoạt động đúng. Nên thì có một số phương pháp để mà mình xử lý dữ liệu bị thiếu. Thí dụ như giờ thầy sửa bài tập này. Bài tập này thì có một số anh làm cũng khá là ổn á, tức nghĩa là cũng có người nắm được cái cách thức xử lý dữ liệu bị thiếu. Nhưng mà cũng có một số anh chỉ là nói chung chung thôi, chắc là đang sợ trên mạng gì đó rồi rồi nói vô, nói chung chung. Ví dụ như có anh nói là như thế này, để thầy share lại cho mọi người coi ha. Nếu như mà đi thi mà viết như thế này thì không có điểm ha. Mà thầy 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 mới gõ trên cửa sổ chat á, nếu như viết vậy thì sẽ không có điểm, mà phải viết cụ thể hơn là cột T1 mình xử lý như thế nào, cột T2 mình xử lý như thế nào, được không? Ví dụ như bài nộp đầu tiên của anh Huy là rất là ok nè. Bài 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 nộp đầu tiên thầy copy, thầy post, thầy dán lại cho các anh chị coi ha. Đây là bài làm của anh Huy. Anh Huy anh làm trong vòng có 3 phút hả? Không. Chắc là anh cũng vô sớm ha. Này chỉ cần đọc qua là làm được rồi đúng không? Nếu mình hiểu. Thì đầu tiên là cái cột T3 trước đúng không? Cột T3 do nó thiếu nhiều quá. Do nó thiếu nhiều quá, do đó cột này mình phải xóa đi, chứ chứ mình điền số nào vô nó cũng không có ý nghĩa hết, tại vì nó thiếu quá trời nhiều. Nhiều là bao nhiêu các anh chị? Nhiều là 50% trở lên, nó thiếu khoảng 50% trở lên thì mình nên chăng mình cân nhắc là bỏ đi. Rồi cột T2 thì nó thiếu một vài giá trị thôi, và cột này là mình sẽ điền là tiền giá trị trung bình. Ví dụ như mình cột này một trong những giải pháp là mình điền cái giá trị trung bình, hoặc là mình điền cái giá trị trung bình của những cái
của những cái trường dữ liệu gần đó cũng được, hoặc là giá trị trung bình của toàn toàn cột T2. Ừ, giá trị trung bình của toàn cột T2. Rồi T1 thì mình sẽ sử dụng là cái phần tử xuất hiện nhiều nhất nha. Phần T1 là mình xuất hiện cái phần tử xuất hiện nhiều nhiều nhất. Ừ. Thật ra thì vẫn có thể mình có thể là dùng là phương pháp là KNN hay nội suy gì đó nha. Tức nghĩa là cái câu trả lời của cái anh này này là không phải là sai, nhưng mà câu này quá chung chung là đưa vào bài tập này thì không có được. Nhưng mà nó là những cái phương pháp mà chúng ta có thể điền, ví dụ như chúng ta sử dụng những phương pháp nội suy, ok, hay là chúng ta có thể là sử dụng phương pháp KNN gì đó để tìm giá trị bị thiếu. Rồi còn cái cột thứ tư thì mình cũng sử dụng cái phương pháp là MOD cũng được nha. MOD đó. Cột thứ tư mình sử dụng MOD được không các anh chị? Bài này là một cái bài. Thứ hai nữa là có thể là cho các anh chị cái dữ liệu, cái thông tin đó mà xuất ra, mà khi mà chúng ta gõ cái hàm mà data.info á, thì các anh chị đọc vô cái bảng thông tin đó, các anh chị cần phải biết dữ liệu nào bị thiếu. Các anh chị rõ không? Để thầy mở lại cái code đó ha. Tức nghĩa là như thế này. Mình sẽ thi vào chiều Chủ nhật 14 nha. 14. Cột T3 nên chăng là chắc là loại là bỏ đi anh Linh, đúng không? Nó thiếu nhiều quá. Cột T3 là thiếu nhiều quá bỏ. Rồi, cái bài thi của lớp vừa rồi á, có một số anh chị làm không được cái câu này. Nói một số thôi chứ cũng có nhiều anh chị làm vẫn được nha. Thể hiện qua là bài thi vẫn có người 9,5, 10 lần chứ không phải là ai cũng không làm được. Ví dụ nè, ví dụ như là đưa cái thông tin này lên nè các anh chị. À, khi mà các anh chị đọc một cái file dữ liệu trong Python á, rồi các anh chị là gọi cái dataset.info lên nha, thì các anh chị đọc trên thông tin này, các anh chị không biết được đâu là dữ liệu bị thiếu. Thật ra thì dữ liệu của mình á là rất là nhiều, đúng không? Mình không thể nào coi cả triệu dòng được. Do đó là khi mà mình code á, chắc chắn là mình sẽ sử dụng một cái câu lệnh là data.info để mình coi cái thông tin của dữ liệu. Các anh chị hiểu đồng ý không? Còn mấy cái bài tập lý thuyết này là thầy đưa cái bảng dữ liệu ha, thì mình nhìn vô là mình biết chỗ nào bị thiếu. Còn mà khi mình code đó, tập dữ liệu của mình đó, phần lớn là đọc là nhiều, cả ngàn trở lên, mà ngàn là ít rồi đó, cũng 10.000, 100, 1 triệu, đúng không? Sao mình nhìn bằng mắt được? Thì mình phải gọi cái hàm data.info, thì rất là nhiều anh chị là không biết đọc cái dữ liệu này. Thí dụ như là có bao nhiêu cái dữ liệu trước mặt các anh chị là có bao nhiêu mẫu tin, và câu trả lời là 891 mẫu tin, đúng không? Và những trường có bao nhiêu trường dữ liệu, là có 15 trường dữ liệu, ok. Ví dụ như là trường 1 Survice, trường thứ 3 là Sex, trường thứ 4 là Ice tuổi, đúng không? Thì ở trường thứ 4 là chúng ta sẽ bị mất dữ liệu, chỉ có là 714 mẫu tin có thông tin về tuổi mà thôi. 714 trong số là 891 mẫu tin, đúng không? À, có rất là nhiều anh chị đọc vô này các chị không hiểu gì hết. Anh chị không hiểu gì hết. Rồi ok ha, được chưa? Về dữ liệu bị thiếu thì thầy cũng yêu cầu các chị đơn giản như thế thôi. À.
Các chị ghi nhận dùm thầy ngày 14 mình thi, còn ngày 30 là hết hạn nộp đồ án nha. Còn hạn đồ học, hạn nộp đồ án thì lớp mình muốn dời thì đại diện lớp email cho thầy là được rồi ha. Thí dụ như là đại diện lớp, thầy không biết lớp mình lớp trưởng là ai có hay không, nhưng mà thí dụ như là anh Linh nè, một số anh mà bữa giờ hay trao đổi với thầy đó, anh Linh, anh Vũ ha. Rồi là ok rồi ha, chỉ cần email thôi để thầy lưu lại, để có gì kiện cáo gì đó thì còn có email ha. Đó mình có số mấy anh cũng hay liên hệ trao đổi với thầy trong lúc học á, anh Linh, anh A, anh Á gì đó, anh Huy, Dạ thầy vân ơi, thầy cho em xin ý kiến thầy ơi. vân. Hình như có ai đó nói mà thầy nghe không rõ, để thầy bật cái speaker lớn lên xíu. Rồi có anh chị nào Dạ thầy, thầy có thể giờ lịch vào buổi tối được không thầy? Tại thứ bảy chủ nhật tụi em còn phải đi làm. Như bữa nay là một số mấy bạn là đi làm rồi vừa học rồi vừa làm đó. Thầy có thể giờ vào buổi tối giùm được, em. vấn đề bình thường thôi, vậy là tối chủ nhật 14 ha. Dạ. Đúng rồi, rồi ok, sao cũng được hết, không vấn đề gì. Tối là 7 giờ được không? Hay 7 rưỡi? À, 7:30 đi cho nó mọi người cho nó chắc cú, tại vì đi làm gì rồi một số anh em về trễ nữa. Rồi ok chị, đồng ý thôi, không vấn đề gì. Rồi, hôm nay mình học qua cái phần là biểu diễn dữ liệu, thì phần này vẫn có thi nha, biểu diễn dữ liệu. Phần này là nếu mà mình làm không được Python á thì các anh chị vẫn có thể làm Excel vẫn được nha. Do đó là đồ án nếu mà khó quá, không biết code thầy ơi, giờ em không biết code Python thì mình vẫn có thể làm bằng Excel vẫn được nha. Thí dụ như là công thức Kanban, các anh chị đồng ý không? Kanban vẫn các anh chị có thể là làm cho Excel dẫn ra nha. Rồi các anh chị phải vẽ một số hiển thị dữ liệu. Các anh chị hiển thị dữ liệu về cái tập dữ liệu của anh chị, mà ngay cả thí dụ như trong đi làm có một số anh chị làm hành chánh chắc cũng có báo cáo này nọ đúng không, thì đôi khi cũng phải là vẽ biểu đồ, đồng ý không? Thí dụ như là các không biết có ai làm ở cái dịch vụ một cửa không, thí dụ như là vẽ biểu đồ nhận hồ sơ theo theo tháng đúng không? Mỗi tháng nhận bao nhiêu hồ sơ, bao nhiêu hồ sơ đúng hạn, bao nhiêu hồ sơ trễ hạn, vân vân. Thì hôm nay chúng ta học về biểu dữ liệu, chúng ta cũng chỉ là học về những cái biểu đồ đơn giản thôi. Trong cái chương trình đại học nó có một cái môn học ba chỉ là biểu diễn dữ liệu, học ba chỉ luôn á, học về biểu diễn dữ liệu. Còn ở đây thì mình chỉ học 1 2 giờ thôi, do mình chỉ nói về những cái đơn giản thôi. Thứ nhất là mình cần phải là trong cái đồ án của mình phải có một cái gọi là tìm hiểu về dữ liệu, storing data. Thì tìm hiểu dữ liệu thì nó có hai cái cách thức. Một là về thống kê, về thống kê giống như hồi nãy thầy trình bày đó, giống như cái tập dữ liệu bị thiếu á, là mình cần phải nắm là tập dữ liệu mình có bao nhiêu cột, bao nhiêu trường, những cột nào bị thiếu. Ví dụ như là về giới tính thì bao nhiêu phần trăm nam, bao nhiêu phần trăm nữ, đúng không? Ví dụ như về tuổi thì tuổi là nhỏ nhất là bao nhiêu, lớn nhất là bao nhiêu, vân vân. Mình cần một số cái con số thống kê. Đôi khi có những vấn đề mình chỉ cần là thống kê không là mình cũng thấy được, mà mình không cần là phải gì, phải là classification, phải phân lớp, phải hội quy hay là phải gom nhóm, đồng ý không? Đôi khi mình chỉ cần là dựng biểu đồ lên vân vân là mình có thể xem được, mình có thể thấy được là dữ liệu nó nói lên được cái gì. Vấn đề của môn của mình là mình học cái cách để coi coi dữ liệu nó nói được cái gì.
Rồi, ví dụ như giờ thống kê thì nó có gì? Nó có là mean đúng không? Mean là trung bình. Hồi nãy các anh chị đã làm dữ liệu bị thiếu, các anh chị có thấy nó mean. Nhưng mà các anh chị có chừng lộn giữa mean và median đúng không? Trung bình là trung vị. Trung vị là cái điểm giữa. Hay là cái hàm mod đúng không? Mod là con số mà xuất hiện nhiều nhất nhân dân. Đó là một số cái thống kê. Thì trong quá trình khai mở dữ liệu thì hiển thị dữ liệu là gì? Tiền xử lý là giúp chúng ta sơ lược về dữ liệu. Đúng không? Cái này các anh chị cần phải nắm nha. Chứ thầy không đồng ý là làm dữ liệu mà không biết dữ liệu đó là gì chứ. Không biết dữ liệu có bao nhiêu trường, bao nhiêu cột. Rồi ví dụ như trường và tuổi thì nó trải dài từ bao nhiêu đến bao nhiêu. Đúng không? Đây cái chữ này quan trọng là sơ lược về dữ liệu. Rồi rồi đó là tiền xử lý dữ liệu ha. Còn vai trò trong khai mở dữ liệu thì có thể là được sử dụng để có khả năng nhận dạng mẫu ha. Ngay cả có thể là không cần toán gì hết ha. Chỉ hiển thị dữ liệu không mà nó cũng có thể là nhận dạng mẫu. Rồi trong hậu xử lý là giải thích các kết quả sinh ra. Các con chị nào ví dụ được chỗ này không? Giải thích các kết quả sinh ra. Ví dụ như cây quyết định đúng không các anh chị? Cây quyết định à, ví dụ như khi mà nhìn cây quyết định thì các anh chị biết được là những cái luật của nó đúng không? Nếu gì đó thì gì đó đúng không? Nếu gì đó thì gì đó à, ví dụ như là giờ mình làm một cái bài là mình dự báo là học viên của lớp đào tạo từ xa có học tới cùng hay là không, hay là dự báo học viên của lớp từ xa ai sẽ được cái bằng, cái bằng tốt nghiệp đúng không? Tại vì có người sẽ nghỉ giữa chừng và cũng có người sẽ đi 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 đến được thành công, đi đi đến cái điểm cuối đúng không? Thì mình chẳng có thể làm được bài toán đó, mình xây dựng một cái cây đúng không? Thì lúc đó là mình nếu gì đó, nếu mà thí dụ như là nếu mà tuổi từ 20 đến 30 rồi chưa có gia đình gì đó vân vân thì sẽ là học hết đúng không? Còn thí dụ như là tuổi lớn hơn là nữ mà có gia đình, nhiều khi các chị phải bận con cái vân vân thì có nhiều khả năng sẽ bỏ bỏ cuộc đúng không? Thí dụ vậy thôi. Thì do đó là một trong những kỹ thuật mà một trong những cái kiến thức mà mình muốn anh chị nắm được đó là các anh chị phải đọc được cây quyết định nha. Đọc được cây quyết định. Cái đề vừa rồi thì trong đại học, trong chính quy thầy thầy cho mấy em sinh viên nè, cũng là câu một cũng là cho một cái cây và đọc, cho một cây là đọc nha. Rồi. Rồi, giờ chắc là cái bản đồ dịch bệnh COVID này các anh chị phần lớn các anh chị biết đúng không? Một thời hình như ngày nào, chắc ngày nào các anh chị cũng vô coi, đúng không? Và các anh chị đồng ý là nếu mà chúng ta mà lúc đó mà chúng ta chỉ coi là dữ liệu là những con số thì nó chán đúng đúng, đúng không? À, lúc đó là các cái thành phố, các nơi nó có cái bản đồ này, đúng không? Nó có bản đồ này. Nó giúp cho mình xem thông tin rất là dễ dàng, đúng không? Đúng. Chứ nếu mà nó là dữ liệu trên một cái file Excel thì chắc là trắng phèo luôn, đúng không? Các anh chị có hỏi là bây giờ là các anh chị có thể xây dựng được cái bản đồ này không? Anh chị cũng học gần hết công nghệ thông tin rồi đúng không? Ví dụ như giờ muốn xây dựng bản đồ này được hay là không? Bản đồ này các anh chị nào làm bên Sở Tài nguyên Môi trường thì chắc là xây dựng cũng không khó lắm, đúng không? Tại bên đó nó có là gì sheet đó, chỗ mà đất đai, quản lý đất đai thì nó có công nghệ là sheet, đúng không? Để xây dựng các bản đồ này thì không khó lắm. Thầy nghĩ rằng không biết là các cái địa phương, thầy không hiểu tại sao
mà mình không có những cái bản đồ, ví dụ như là bản đồ sốt xuất huyết là nọ, đúng không các anh chị nha? Mấy bản đồ đó thầy nghĩ đâu có gì khó ta, tại vì khi mà bệnh nhân vô khám bệnh thì các bệnh viện nó đã có dữ liệu rồi, đồng ý không? À, ví dụ như bữa thầy thì bị sốt xuất huyết thì vô vô nằm viện thì nó là có thông tin địa chỉ nhà của mình rồi, đúng không? Thì chỉ cần là gì, các bệnh viện nó gửi dữ liệu về một cái server của sở y tế gì đó, đúng không? Rồi từ đó là mình dựng lên được cái bản đồ đó, bản đồ sốt xuất huyết hay là bản đồ người ta chân miệng gì đó vân vân, cũng không phải là quá khó, đúng không? Các cái bệnh mà truyền nhiễm đó. Mà không biết là các cái tỉnh thành phố có bản đồ dịch bệnh sốt xuất huyết này nọ không, thầy cũng không biết. Các anh chị nào làm sở y tế thì hay là làm cái nghiên cái đề tài nghiên cứu cấp tỉnh ha. Nhưng mà cái đó thì thôi, làm luôn phần mềm cho rồi, đề tài nghiên cứu không chi nữa, có gì đâu nghiên cứu, chỉ là có kinh phí để xây dựng cái bản đồ đó thôi. Rồi ví dụ như là mình xem được cái phổ điểm, đúng không? Mình xem được cái, ví dụ như là bên giáo dục thì mình xem được cái phổ điểm, đây là cái phổ điểm của môn toán lý hóa năm 2021. Hình như trong nền giáo dục mình nó có một cái vụ án là có cái gian lận điểm là năm nào đó ở miền Bắc á, các anh chị còn nhớ cái vấn đề đó không? Nếu mà thầy nhớ không lầm là cũng nhờ vào người ta dựng cái bản đồ điểm á. Người ta dựng lên cái dữ liệu điểm thì người ta thấy cái điểm của một cái tỉnh đó nó hơi bất thường hơn so với các tỉnh khác, do đó người ta hỏi là tại sao. À, các cái tỉnh khác thì phần lớn là nó ví dụ như nó thuộc là phân phối chuẩn. À, phân phối chuẩn à, đúng rồi. À, hình như là thầy Tuấn thì phải hả, thầy Tuấn lấy điểm và thầy Tuấn dựng bản đồ, đúng không? Bản đồ dựng biểu đồ điểm, rồi từ đó chúng ta thấy là sự bất thường thôi, đồng ý không các anh chị? Chúng ta đâu có thể kết luận được là gian lận điểm, đúng không? Mà chúng ta thấy được sự bất thường thì lúc đó là công an mới mới vào cuộc, đúng không? Chứ chúng ta là những nhà khoa học về dữ liệu thì chúng ta không không thể nói kết luận được, đúng không? Mà chúng ta thấy ô sao cái điểm chỗ đó nó hơi kỳ so với điểm của các tỉnh khác, đúng không? Rồi rồi đây là cái biểu đồ cây quyết định, đúng không? Và một trong những kiến thức mà các anh chị cố gắng đạt có được là gì, thí dụ như các anh chị nhìn cái cây này, các anh chị cần phải biết là nút lá nó ở đâu, đúng không? Thứ nhất là nút lá nó lâu, thứ hai là các cái luật nếu gì đó thì gì đó đó, nếu gì đó thì đó, thì bài thi vừa rồi cũng cho mấy cái cây này nè, rồi kêu ghi luật ra đó. Thì nói chung là 90% là làm ok, chỉ có 10% là chắc là các anh chị bận việc quá không có học được, do đó là làm không được mà thôi, chứ 90% là nói được đó, nếu gì đó thì đó. Giờ mình làm thử một luật nha, ví dụ như cây này là gì, nếu mà giới tính thì bằng female, đúng không? Nếu giới tính bằng female thì là khả năng sống sót nha, thì sống. Đây là cái biểu đồ về các cái hành khách trên tàu Titanic, thì mỗi hành khách là sẽ chết hoặc là sống sót, đúng không? Thì người ta phân tích coi là như thế nào thì sống nha. Và thật khá là thú vị là khi là nữ thì sống nhiều hơn nam, đúng không? Nếu nếu mà nữ thì khả năng sống sót cao hơn, chắc là do được các cái anh hỗ trợ, giống như trong phim vậy đó, nhân vật nữ nhân vật chính được nam nhân vật chính cứu giúp. Rồi ngoài ra chúng ta sẽ xem được các cái điểm bất thường, ví dụ như là đây là một cái tập dữ liệu về chiều cao cân nặng, đúng không? Và nhìn vô biểu điểm dữ liệu này các anh chị thấy là được liệt, ủa sao các bạn này sao nó còn ngộ như thầy, đúng không? À, thì tại sao có điểm bất thường các anh chị? Thứ nhất là có thể chúng ta nhập sai, đồng ý không? À, ví dụ như trường hợp này có thể là nhập sai, mà cũng có thể là có một con người
chỗ này là có một cái bận người bạn đó nó hơi béo phì quá đúng không? Do đó là cái cân nặng của bạn này quá bất thường. Được chưa? Và nếu như mà mình không xử lý cái dữ liệu này, mình không bỏ dữ liệu này ra thì mình sử dụng, mình vẽ phương trình hồi quy là bữa các anh chị đã thực hành bài này rồi, và nó phương trình nó là nó không tốt. Nó không tốt nghĩa là nó không mô tả được cái sự mối quan hệ giữa chiều cao và cân nặng, đúng không? Chúng ta ra được một mô hình mà nó không có mô tả đúng bản chất của chiều cao và cân nặng, và đó là nó do đó là cái phương trình chúng ta nhận được gần như là vô nghĩa. Và nếu mà chúng ta sử dụng thì rất là tai hại, đúng không? Tại vì nó sẽ ước lượng sai, nó sẽ tính toán sai, đúng không? Thà rằng chúng ta không có phương trình đó chứ chúng ta có mà nó tính toán sai thì cũng rất là nguy hiểm, đúng không? Rồi, một trong những cái biểu đồ mà các anh chị thường sử dụng trong công việc thì chắc là biểu đồ tròn, đúng không? Biểu đồ tròn, thí dụ như là các anh chị làm ở hành chánh một cửa là bao nhiêu nhận, bao nhiêu hồ sơ, bao nhiêu đúng hạn, bao nhiêu trễ hạn, đúng không? Hay là các anh chị làm ở thuế, bao nhiêu người đóng thuế, bao nhiêu cơ sở sản xuất kinh doanh đóng thuế đúng hạn, bao nhiêu cơ sở sản xuất đúng hạn, bao nhiêu cái trễ hạn nhân dân. Các cái biểu đồ tròn này chắc là trong công việc, trong các cái file work, các cái file trình bày các anh chị thường sử dụng nhân dân, đồng ý không? Rồi rồi bây giờ các anh chị đi sâu vào ha. Thầy cần các anh chị đi sâu vào ba loại biểu đồ. Thứ nhất là biểu đồ hộp. Biểu đồ hộp thì ở biểu đồ này các anh chị cần phải biết được là điểm min là cái gì, điểm max là điểm gì, trung vị là gì. Điểm min là ở đâu? Min ở đây nè, điểm max trên đây ha. Trung trung bình là ở đây, 25% là ở đây, 75% ở đây. Các cái điểm cái dấu cộng này là gì? Là vòng ngoại lai. Được không? Đề thi thì thông thường là nó sẽ có một cái câu là cho một cái biểu đồ hộp và kêu các anh chị là mô tả biểu đồ đó. Thí dụ như là bây giờ các anh chị mô tả được cái dữ liệu của biểu đồ hộp mà trước mặt các anh chị không? Đây là một cái biểu đồ về cân nặng. Thí dụ như là thầy có một cái nghiên cứu trong đó một ví dụ như là 1.000 sinh viên đi, đúng không? Và thầy có cái thông tin về cân nặng của 1.000 sinh viên đó. Ông hay là thôi giờ lấy là 891 người khách Titanic đi. Thí dụ như đây là biểu đồ, đây là dữ liệu cân nặng của 891 người khách Titanic đó. Thì các anh chị đọc vô các anh chị có hiểu gì không hay là không hiểu gì hết? Ví dụ như là người nhỏ người thì người mà nhẹ cân nhất là bao nhiêu? Không. Người rồi đúng rồi 39 ha, hoặc là 35 gì đó đúng không? Tại cái hình này nó không cho chính xác thì các anh chị có thể là nói nhiêu cũng được ha nha. Không nhất thiết là phải 39 á, ví dụ như 35 thì cũng được lúc mà đi thi á, đúng không? Đó đừng có lo 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 lắng không biết là ba đúng là 35 hay 36 không nếu mà có biểu đồ này. Còn ở trên đây thì chắc là 105 đúng không? 105. Rồi phần trung bình trung bình là bao nhiêu? Trung bình là 70 đúng không? Trung bình là 70 kg đúng không? Trung bình là 70 kg. Rồi mấy đó là chắc dễ nhất đúng không? Min, max, trung bình dễ nhất. Rồi có ai nói được cái chỗ này không? Cái chỗ này là gì? Chỗ này là 25% nhỏ hơn 60 kg, hiểu không? 25% nhỏ hơn 60 kg. Chỗ này là 25% nè. Và chỗ này là gì? Chỗ này hiểu làm sao? Hiểu là 75% nhỏ hơn 80 kg. Còn nếu mà thầy nói ngược lại thì nói làm sao ha anh Vũ? 25% lớn hơn 80 kg. Đúng không?
Thí dụ như thầy muốn nói 25% thì là 25% lớn hơn 80 kg đúng không? Dù còn hơn mình nói là 75% nhỏ hơn 80 kg. Đồng ý không? Biểu đồ này cho chúng ta được năm cái thông tin đó. Đúng không? Năm thông tin đó. Ừ. Rồi. À, đó là cái chiều mà chiều ngược, tức nghĩa là có biểu đồ mình đọc mình hiểu dữ liệu như thế nào. Còn thí dụ như chiều thuận là gì? Chiều thuận là thí dụ như là mình có tập dữ liệu như thế này thì mình vẽ biểu đồ đó như thế nào. Nhưng mà cái kỹ năng này thì chắc là không có thi. Chứ thi online thì khó mà vẽ. Đó. Chứ nếu mà thi trên giấy thì có thể là thầy cho 10 điểm dữ liệu, 100 điểm dữ liệu gì đó rồi bắt ngồi vẽ. Ừ. Ví dụ như đây là mình có tập dữ liệu về trọng lượng của 10 hộp nho, hộp nho. Hộp thứ nhất là 28 gram. Hộp thứ hai là 20, xin lỗi, hộp thứ nhất là 29 gram, hộp thứ hai là 28 gram, hộp thứ ba là 25 gram nhân dân. Đồng ý không? Rồi giờ vẽ thì như thế nào? Vẽ thì đầu tiên mình sắp xếp lại đúng không? Vẽ là nghĩa là gì? Vẽ là mình tìm năm con số quan trọng. Năm con số đó là năm con số gì? Là min là bao nhiêu, là max là bao nhiêu đúng không? 50% là bao nhiêu, 75% là bao nhiêu, là 25% là bao nhiêu. Đúng không? Để mà tìm được mấy đó thì mình phải sắp xếp lại dữ liệu. Đúng không? Sắp xếp lại và mình tìm ra điểm trung vị, đúng không? Điểm trung vị mình nằm ở đây, đúng không? 25% mình nằm ở đây, 75% nằm ở đây. Đó. Vẽ cũng dễ mà đúng không? Biểu đồ này vẽ rất là dễ, đó. Đâu đâu khó. Đó. À. Rồi. Thì đó, dựa trên cái 10 giá trị 10 hộp nho mình được cái thông tin này. À, hoặc là giờ thi đi thi thì cho ngược lại, đi thi thì cho cái biểu đồ này và kêu diễn giải, diễn giải thử các diễn giải thử cái min là 25 gram là đúng không, max là 38 gram là đúng không, trung bình là 32 gram là đúng không, 25% số lượng hộp nho là dưới 28 gram là đúng không, và 75% dưới 35 gram được không? Thầy dừng lại tí xíu nha, các anh chị có vấn đề gì cần trao đổi ở cái biểu đồ hộp này không? Trong cái bài báo cáo các anh chị cố gắng là đưa một số thứ này vô ha, đồ án á, đưa mấy này cũng đâu gì khó. Vẽ bằng Excel cũng được nữa, Excel có hàm này luôn, nên nếu mà vẽ không được Python thì vẽ bằng Excel. Hai mươi chín, 25% với 29. Đây là bài tập thôi. Bài tập thầy cho biểu đồ của các quốc gia về cái tỷ lệ CO2 của 8 nước đông nhất trên thế giới, mình vẽ biểu đồ này, đúng không? Thì đây là nó có một cái nguồn này, nữa các anh chị có thể coi thêm. Rồi ví dụ như giờ biểu đồ này đi, các anh chị mô tả thử coi min là bao nhiêu, max là bao nhiêu, min là bao nhiêu miligram, max là bao nhiêu, trung bình là bao nhiêu, 25% là bao nhiêu, 75% là bao nhiêu. Rồi min là 3, đúng rồi, max là 8,3, 8,4 gì đó, trung bình là 5,6, đồng ý luôn. 25% nhỏ hơn 4 và 75% nhỏ lớn hơn 6,2. Ok. Rồi tiếp nha. Rồi chúng ta có thể là sử dụng biểu đồ để so sánh, so sánh hai thuộc tính, tức nghĩa là không phải là chỉ một thuộc tính mà thôi. Thí dụ như ở đây là cân nặng, cân nặng mà theo giới tính nam và nữ. Các anh chị thấy nhìn cái biểu đồ này, các anh chị thấy là số liệu nó nói hay hơn là nhìn ở trên bảng dữ liệu đúng không? Ví dụ như các anh chị nhìn trên 1 triệu dòng dữ liệu thì làm sao các anh chị biết được đúng không? Mà nhìn này các anh chị rõ ràng các anh chị thấy được điều gì?
rõ ràng là thấy được là nam sẽ cân nặng hơn là nữ, đồng ý không? Ví dụ như trung bình nam là 80 kg ha, trung bình là nam, nam là cái cột màu xanh dương nè, nữ là cột đỏ, nam là male, nữ là female ha. Nam là trung bình là 80 kg, nữ thì khoảng chừng 62, 63 gì đó đúng không? Nhìn vô rất là thú vị. Đó. Rồi, đây là bốn thuộc tính luôn. Bốn thuộc tính của loài hoa iris. Tập dữ liệu này là tập dữ liệu rất là kinh điển, anh chị nên nắm tập dữ liệu này nha. À, mình học data mining, machine learning, tập dữ liệu này là một những tập dữ liệu rất thường gặp, tập dữ liệu iris. À, đây là chiều dài, chiều rộng của đài hoa, của quẩn hoa, có bốn thuộc tính. Tập dữ liệu này có 150 dòng và bốn thuộc tính. Rồi, cái thứ hai là histogram. Histogram là phân phối nha, các giá trị của một biến riêng lẻ. Người ta chia các giá trị vào các bin nha, mỗi cột nó gọi là một bin, và chiều cao của cột á, nó thể hiện là số lượng nha. Chiều cao của mỗi cột nó thể hiện là số lượng. Thí dụ như đây là điểm của văn sư địa, đúng không? Thì mỗi một cái cột nè, á, là nó nói lên một cái khoảng điểm. Thí dụ như là cái cột này, cái cột cao nhất. Thí dụ như cột này là 10, 18, 25, đúng không? Cột này là cái cao nhất 18, 25. Và cột này nó cho chúng ta biết được là gì? Nó cho chúng ta biết được là có bao nhiêu học sinh, bao nhiêu học sinh là 18, 18, 25. Đó. Đó. Còn thí dụ như là lớn, ví dụ như là 28 điểm, đúng không? Ví dụ 28 điểm là cái nhỏ nhỏ bên đây nè, đúng không? 28 điểm thì có bao nhiêu sinh học sinh, đúng không? Mỗi một cái cột nó gọi là một bin, và chiều dài, chiều cao là số lượng. Và thông thường điểm thì người ta theo là phân phối chuẩn. Phân phối chuẩn là phân phối theo theo giống như là cái hình chuông này nè, đúng không? Gọi là phân phối chuẩn. Thì mà các anh chị có đồng ý thông thường là điểm, ví dụ điểm của các anh chị phần lớn là B, B cộng, đúng không? À, một số anh chị học siêng hơn, có nhiều thời gian đầu tư hơn thì sẽ được điểm A, đúng không? Và cũng có ngược lại, có một số anh chị vì lý do gì đó không không có nhiều thời gian học thì có thể là điểm thấp hơn mọi người khác, nhưng mà phần lớn là lớp mình sẽ nằm ở là C, B cộng và B, đúng không? Ví dụ như đây là cái tỷ lệ mỡ, tỷ lệ mỡ trong máu. Đó, mình nhìn vô là mình thấy được liền là cái gì? Ví dụ như là nữ, đúng không? Nữ thì mỡ nhiều hơn nam. Đúng. Cái nguồn này thì lấy hình như là thầy lấy từ một cái bài của thầy Tuấn, thì phải, thầy quên ghi cái nguồn, cái số liệu á. Ngoài ra người ta có thể làm histogram hai chiều, làm histogram hai chiều để người ta xem xét nó dễ hơn. Được chưa? Đó là hai biểu đồ ha, biểu đồ hộp, biểu đồ histogram. Không biết là các anh chị có học cái môn là xử lý ảnh không? Ví dụ như người ta có dựng một cái histogram mức xám, đúng không? Rồi người ta nhìn vô, người ta biết được là cái ảnh đó là tối hay là sáng, đúng không? Hay là ảnh đó là cân bằng sáng tối, đúng không? Nếu mà cân bằng sáng tối thì nó sẽ nằm giữa, còn nếu mà nó sáng quá thì nó sẽ lệch về bên phải, còn nếu mà tối thì lệch bên trái, ví dụ vậy. Rồi tiếp theo là một cái biểu đồ mà chúng ta cũng hay gặp, đó là biểu đồ điểm, đúng không? Ví dụ như bây giờ các anh chị có được một cái cặp dữ liệu là giờ ôn tập, giờ điểm thi của môn khoa toán dữ liệu, đúng không? Ví dụ vậy. Thì đầu tiên các chị phải hiển thị tập dữ liệu này lên cái biểu đồ để xem cái nó có mối quan hệ tuyến tính hay là không. Tuyến tính nghĩa là gì các anh chị?
tuyến tính là nó có cái tính chất đường thẳng hay là không, đúng không? Tuyến tính một cái từ Hán Việt hả? Đó. Tính là tính chất, tuyến là tính, tuyến là đường thẳng. Coi coi là hai cái giá trị này có mối quan hệ đường thẳng hay là không, và câu trả lời là có, đúng không? Trong tập tài liệu này là có mối quan hệ đường thẳng. Tất nhiên đường thẳng này không thể nào nó đẹp là nó đi qua tất cả các điểm, đúng không? Tại vì nó có nhiều điểm, đúng không? Đây là phương mình nhìn đây để làm chi, để mình quyết định mình sẽ sử dụng cái gì, mình sẽ sử dụng hồi quy tuyến tính hay là mình sử dụng hồi quy phi tuyến, đúng không? Rồi thì tuyến tính thì nó có tuyến tính dương. Tuyến tính dương là gì? Tuyến tính dương là khi mà x tăng thì y tăng, đúng không? Tuyến tính âm là khi mà x tăng thì y giảm, đúng không? Ngoài tuyến tính âm, thí dụ tuyến tính âm là gì? Là tương quan giữa nhiệt độ sấy và thời gian sấy. Các chị đồng ý không? À, thí dụ như là nhiệt độ sấy càng cao thì tất nhiên là mình tốn ít thời gian hơn, đúng không? Ngược lại thì nhiệt độ sấy càng thấp thì mình phải mất nhiều thời gian hơn. Rồi thí dụ như mình có một cái tập dữ liệu mà cuối cùng các chị được cái hình này như thế này thì nó là gì? Vậy thì nó nói lên là cái mối cái biến hai cái biến này nó sẽ không có mối quan hệ tuyến tính, tức nghĩa là nó không có mối quan hệ đường thẳng, mà nó có thể là mối quan hệ hình tròn hay là hình gì đó, đúng không? Là phi tuyến. Rồi và nếu mà các chị nhìn hình mà các chị không nói được thì các chị có thể là sử dụng là trong Python nó có một cái gọi một cái hệ số tương quan. Đúng không? Các anh chị có thể gọi hệ vẽ bản đồ hệ số tương quan lên. À, mấy này nữa thì anh chị thực hành rất là dễ. À, ví dụ như các anh chị gọi hệ số tương quan lên thì đây là thể hiện hệ số tương quan giữa hai biến, và chỗ nào chúng ta quan tâm nhất, là chúng ta sẽ quan tâm là trừ một là tuyến tính âm, đúng không? Cộng một là tuyến tính dương, à, và không là không tuyến tính. Mà chắc cuộc sống thì chắc không bao giờ là một đâu. À, chắc là khoảng trừ 0,8, đúng không? Các 0,8 hoặc là trừ 0,8, chứ làm sao mà nó đẹp, làm sao mà nó thẳng bon được, đúng không? Rồi à, thí dụ như là các anh chị gọi cái hàm quan hệ tuyến tính, gọi cái vẽ cái biểu đồ tuyến tính giữa các cái biến của tập tin Iris. Các anh chị nhìn biểu đồ này à, cái khó là gì? Cái khó là bắt anh chị phải hiểu được mấy cái hình này. Đó. Hiện giờ chắc con số của anh chị nhìn vô là à, chỉ biết cái hình với hình thôi, đúng không? Okay. Chúng ta không hiểu được cái ý nghĩa, đúng không? Ví dụ như hình này vậy thì gì? Ví dụ như là beta y với beta blend thì nó có mối quan hệ tuyến tính nhau nè, đúng không? À. Còn thôi thì mình sẽ gọi một cái hàm để nó ra được cái giá trị phụ thuộc ha, thì có dễ nhìn hơn thay vì mình nhìn biểu đồ này. Rồi ok, thì hôm nay chúng ta học ba cái biểu đồ khá là cơ bản thôi. Nó còn một số biểu đồ nữa, ví dụ như là biểu đồ cũng thường gặp là biểu đồ nhiệt, đúng không? Anh chị nào mà thích tìm hiểu thì có thể tìm hiểu thêm biểu đồ nhịp. Hôm nay chúng ta chỉ học biểu đồ thứ nhất là histogram, thứ hai là biểu đồ hộp, và thứ ba là biểu đồ phân phối điểm. Biểu đồ phân phối điểm dùng để làm gì? Dùng để phân tích mối quan hệ giữa hai thuộc tính. À, dùng để phân tích mối quan hệ giữa hai thuộc tính. Biểu đồ histogram dùng để gì? Histogram dùng để là xem xét cái phân phối dữ liệu. Dữ liệu đó nó được phân phối như thế nào, đúng không? Bao nhiêu phần à, ví dụ như là à, điểm nào là điểm cao nhất, điểm nào là điểm thấp nhất, nhân dân. Ok. Rồi, bài học của mình không cũng khá là đơn giản. Chỉ nhiêu đó thôi đó. Các anh chị có trao đổi gì thêm gì với thầy không? Tùy vào mục đích chứ không phải là tùy vào dữ liệu. Tùy vào mục đích.
Ví dụ như mình muốn phân tích mối tương quan giữa hai hai biến thì mình phải sử dụng biểu đồ điểm, đúng không? Còn ví dụ như mình muốn xem cái dữ liệu đó nó phân phối như thế nào, ví dụ như là anh có một cái dữ liệu là tuổi, đúng không? Thì anh cần biết là tuổi nhỏ nhất là bao nhiêu. Ví dụ như giờ muốn biết lớp mình nè, tuổi nhỏ nhất là bao nhiêu, tuổi lớn nhất là bao nhiêu, trung bình là bao nhiêu, đúng không? 25% là bao nhiêu, 75% bao nhiêu, thì mình sử dụng biểu đồ hợp hoặc là gì, hoặc là histogram, đúng không? Histogram thì nếu mà histogram thì mình phân phối được, nếu mà histogram thì mình sẽ là gì, histogram thì mình chia ra, đúng không? Ví dụ như là từ 10, từ 20 đến 25 là một cột, từ 25 đến 35 tới 30 là một cột, tức nghĩa là mình chắc là 5 tuổi là một cột được không, hay là 10 tuổi, 5 tuổi hợp lý hơn, đúng không? 5 tuổi hợp lý hơn. À, ngày hôm sau thầy sẽ cho các anh chị làm một cái bài tập, ví dụ như là nó cho một cái yêu cầu, thì các anh chị dựa trên yêu cầu đó các anh chị sẽ xác định coi là biểu đồ nào là phù hợp. Do yêu cầu đó thì chúng ta sẽ sử dụng biểu đồ histogram hay là biểu đồ hợp, đúng không? Có một bài cũng khá là hay đó, nó cho một tập dữ liệu, rồi nó cho một cái yêu cầu, nó hỏi là với cái yêu cầu đó thì sử dụng biểu đồ nào để đáp ứng được. Tối thứ ba này mình học nha các anh chị, chú dừng sao mình nghỉ, chú dừng sao thầy bận đụng giờ dạy bên lớp đào tạo từ xa. Tối thứ ba mình sẽ thực hành, mình sẽ thực hành mấy ngày thực hành, nó cũng khá là đơn giản. Các anh chị có thể là lợi dụng mấy cái ngày thực hành, các anh chị hỏi lại về lý thuyết, các anh chị coi cái nào không hiểu các anh chị hỏi lại, nhất là mình cũng cần thi rồi, anh chị chịu khó coi bài chút xíu. Còn anh chị nào mà học đầy đủ, mà học hiểu tới đâu, học hiểu luôn trên lớp thì khỏi không coi cũng được.